Ok, chúng ta đã trở lại với tập đánh răng tuần này. Và sẽ vẫn là team hệ cỏ. Trong đó thì tôi sẽ cập nhật thêm có Whimsicott làm hỗ trợ cứng của cái team này. Sau đó là Rillaboom, Okapon sẽ gây sát thương chính. Và chắc là Hydrapple. Vì thế bên bển có khá nhiều con Pokemon hệ rồng ha. Ok, Whimsicott thì nổi tiếng từ xưa tới giờ rồi, ai cũng biết. Nhưng mà tôi muốn thử vài cái setup mới mới. Vì Whimsicott tôi sẽ học được Sunny Day để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Venusaur trong đội hình này. Mà tôi đang chuẩn bị một cái video cực kỳ đặc biệt cho Venusaur của tôi, cho nên là chờ đi, rồi Venusaur sẽ xuất hiện trong đội hình này thôi. Bên kia có Blaziken nữa cho nên là cũng khá sợ ha. Ở nó ra liền kìa. Ok, Iron Hands chắc có phê cao. Mà Rillaboom của mình khi mà được Tailwind bởi Whimsicott hỗ trợ thì tôi nghĩ nó sẽ nhanh hơn. Rồi Whimsicott là phải set up Tailwind chứ. Sau lúc này thì phê cao chắc mình sẽ nhanh hơn con Iron Hands xin bển rồi. Còn tôi nghĩ lượt đầu chắc Blaziken nó sẽ protect. Sợ chứ cưng. Ôi, ê, hú hồn. Mới vô mà đánh gì mạnh vậy? Mới vô mà chơi súng sát vậy? Đó, speed boost nữa rồi. Để coi. Tôi nghĩ tôi sẽ giảm hai bậc tấn công vật lý của con Blaziken. Rồi lúc đó mới an toàn đưa con Okapon ra. Whimsicott thì hỗ trợ đỉnh cao đó giờ rồi. Nhưng mà gặp mấy đứa hệ bóng tối thì nó sẽ hơi không làm được gì. Cho nên tôi mới cho nó học Moonblast. Để có gì mà xử hệ bóng tối sao. Đấy, giảm được hai bậc công vật lý của Blaziken là cũng an tâm được một chút. Ui, đau à. Belly Drum tăng 6 bậc tấn công vật lý. Tôi nghĩ là tôi nên có nên xử con Iron Hands này luôn không ta? Tôi nghĩ là Moonblast chắc xử được Iron Hands nhỉ. Xử thử đi. Rồi Stomping Tantrum. Thường thì Okapon người ta cho học Follow Me nhưng mà vô. Quá đỉnh. Đi luôn Iron Hands. Chiêu hay đất coi ăn được Blaziken không nha. Hệ cỏ mãi đỉnh. Ai nói team hệ cỏ là yếu nào. Tính ra thì cái vấn đề của Whimsicott đó chính là nó quá nhiều option để mà lựa chọn. Tôi phải thử đi thử lại mấy lần thì tôi mới chọn được cái option đúng 4 chiêu cho nó. Ai vậy? Cấp đốt. Ồ, shiny rồi đó. Ủa sao có được con này vậy ta? Nhìn đẹp quá à. Azumarill rồi đó. Tôi nghĩ là tôi nên giảm sát thương của con Zapdos xuống. Xong Azumarill thì cứ hút máu bằng Horn Leech thôi. Hình như là giờ Tailwind vẫn còn tác dụng. Thôi vô đi. Suy nghĩ làm gì nữa. My god, sẽ ra liền hả? Lẹ vậy. Ồ, sẽ ra cho Azumarill. Ồ, hệ nước à, tưởng sẽ ra hệ tiên. Còn sợ. Ủa nó có, chết cha, không có nhớ. Chết, con Zapdos nó có Defiant. Nhưng mà không sao, chắc quầy vốn. Ừ ha, cái này không xài được cho mấy đứa chứ Defiant. Oh my god, xong. Rồi đi bán muối luôn. Mạnh gì? Không thể tha thứ được chỉ còn Zapdos này. Ủa nhưng mà bên bển còn có một con rồi hả? Zapdos tốc độ nó có nhanh hơn Whimsicott không ta? Chắc là không nhanh hơn đâu nhỉ.
Nếu mà vậy thì mình sẽ dùng Moonblast. Ha, xử luôn con sắp đó thôi. Đó, còn Hydra Ball thì cứ Terra rồi phun lửa cho mày chết. Sợ chứ con. Rồi sẽ có đỉnh vậy. Có một chiêu Moonblast thôi mà ăn cả đống luôn ấy. Rồi vậy thì chúng ta qua trận tiếp theo. Wow, có gì, có NGD, có Iron Crown, Urshifu nữa hả? Ôi trời, cái team này sao thấy sợ vậy. Tôi nghĩ tôi cho, tôi vẫn giữ kiểu Vinci Code đi chung với lại Rillaboom. Xong rồi thì chắc phải có Pokepon nè. Hay là đi còn con cuối con gì ta? Superior hay là Amungus ta? Superior đi, bên này không có con nào chơi được Trick Room hết nên không sợ. Sao vậy? Sao bên bển, sao bên kia nhức đầu vậy? Bên mình còn không nhức đầu, bên kia tại sao nhức đầu chứ? Bên đó mà cho Urshifu rồi Flutterman ra chắc xỉu. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một thủ lĩnh leader hệ cỏ. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Vậy lâu quá vậy. Suy nghĩ gì nhiều dữ vậy. Cái đội hình này, cái đội hình của tôi không có cái gì nữa mà suy nghĩ luôn á. Phải chi nó có mấy con Paradox thì còn suy nghĩ được. Wow, mới ra thôi mà cho Custom-man luôn rồi hả? Không sao, không sao. Tôi có một cái... Ninetale để dựng tường. Vậy thì mình nên... Mày không ngờ tao có Sunny Day chứ gì? Phải set up Sunny Day để nó không có dựng tường được mới được. Còn Custom-man thì tôi đang muốn thử nghiệm chiêu Crash Decline này của Rillaboom. Nó có đủ mạnh để KO Flutterman không nha. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Ủa chết. Quên. Thôi, không giết được con Flutterman là ăn cám nha trời. Hi. Bất ngờ, nói tiếp bất ngờ chứ con. Đỉnh. Rồi Rillaboom đỉnh quá. Dám cười hệ cỏ nữa không? Oh my god. Chết rồi, sàn đấu tâm linh ngăn những chiêu thức ưu tiên. Vậy thì mấy cái chiêu của Whimsicott xài không được rồi. Ủa xài được không ta? Thì nó cũng là chiêu bình thường thôi mà. Thôi mà không dám mạo hiểm đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ... Ôi, quyết định đi, khi tình ta không còn chi. U-turn, quay về đi cơ. Chút hồi còn tận dụng phép cao nữa. Ô, Totera. Hệ cỏ đấu, hệ cỏ. Không có nhiều máu lắm. Để coi. Vậy mà chưa chết được, con này cũng cứng dữ ạ. NGD hỗ trợ hay quá. Pokepon ra sân đi cưng. Ôi, sống đi nha, sống, đau đấy. Đau mày, đánh gì đau thế. Avicultural. Giờ đang có trời nắng, chắc Avicultural xử được con Sosera nhỉ. Nào, suy nghĩ gì lâu thế.
Ồ, Terra con gì vậy? À, cho tin Terra này lửa luôn à. Rồi mình bị hút chiêu rồi. Thôi thì mình về chứ cát bụi đó. Không sao, không sao. Còn Okapon mà. Chết mày chưa? Cho mày chừa, ai biểu mày ngựa. Ocean Smash. Nhưng mà vậy nó chưa nhanh hơn mình đâu nhỉ. Vậy nó có nhanh hơn mình không ta? Bây giờ là Nightera đúng không? Đấy, nhưng không sao. Chúng ta đã có Sunny Day rồi mà. À, bây giờ Rillaboom ra trận đi. Rillaboom phải tận dụng phái cao nè. Ok, phong cách ném bóng của người thắng cuộc. Đấu trường bây giờ là của tôi. Mốt có Venusaur nữa là cái đội hình này đỉnh cao liền. Oh my god, đau thế. Rock Blast à. Nó tưởng mình sẽ giữ lại Okapon. Nhưng không đâu bạn à. Rồi đi luôn con Winsicott thì mà không sao, không sao, không sao. Bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ Okapon ra đi. Vì là phòng thủ của con Torterra cũng khá là cao cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ Terra con Okapon để tăng một bậc tấn công vật lý. Xong sau đó thì vả nó bằng chiêu hệ đất thôi. Đẹp quá. Hôm bữa tôi xài hệ cỏ nước nhưng mà tôi thấy nó không có tối ưu lắm với đội hình này. Cho nên là tôi đổi qua hệ cỏ và lửa. Đỉnh chứ cưng. Chắc đi luôn con Rillaboom rồi. Nhưng không sao. Giờ đây chúng ta còn Superior. Bất ngờ với những Pokemon hệ cỏ chưa. Ồ nhưng mà con Ninetales nó còn đầy máu quá ta. Thôi cứ gõ đi. Dùi cua chấm nước mắm. Chấm được đứa nào thì thấm thế đó. Chưa chết nhưng không sao, chúng ta có dùi cua chấm nước mắm à. Tiễn em về Vinh đi. Xin vĩnh biệt. Ok, và đó là trận đấu của ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi sẽ còn xài đội hình này dài dài cho nên là hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo.